Chào anh em nhé, hôm nay em sẽ review một chiếc xe rất là đặc biệt, Toyota Land Cruiser, chiếc xe đẳng cấp nhất, cao cấp nhất mà Toyota Việt Nam đang phân phối chính hãng. Đây là phiên bản nhập Nhật nguyên chiếc nhé, máy 3.5, động cơ V6 tăng áp kép, rất là cao cấp. Với phiên bản Land Cruiser 2022, bản mới này anh em thấy này, cái phần cụm đèn trước được thiết kế lại, mặt ca lăng cũng được thiết kế lại so với phiên bản 2021-2020, nhìn rất là thể thao và hiện đại. Ở trước sẽ là logo 3D Toyota, camera ở phía trước tích hợp cam 360 độ. Ngoài ra xe sẽ có thêm một cái hệ thống camera tích hợp thêm của hệ thống an toàn Toyota Safety Sense. So với phiên bản đời cũ thì bản đời mới sẽ có nâng cấp là hệ thống an toàn Toyota Safety Sense. Kích thước tổng thể thì xe có chiều dài rất là lớn, dài 4m96, gần 5m, chiều rộng 1m98 và chiều cao 1m94. Bản này là sử dụng là động cơ V6 3.5 tăng áp kép nhé, và công suất tối đa là 409 mã lực, cực kỳ là khủng khiếp luôn. Một chiếc xe mà mọi người hay nói đùa là xe của bố chủ tịch đấy. Bản Land Cruiser này thì sẽ có mâm đúc là 20 inch mâm hợp kim. Phiên bản này thì là bản nhập Nhật nhé, nguyên chiếc này, sẽ có tích hợp là cảnh báo điểm mù trên gương. Trên gương sẽ có là cái tích hợp cảnh báo điểm mù. Về mức giá thì Land Cruiser phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc này thì sẽ có mức giá là 4.196.000, gần 4.2 tỷ. Hiện tại là xe đang có giao xe tháng 11, tháng 12 nhé. Các bác lấy xe cũng sẽ phải đặt tầm khoảng 1 tháng mới có xe. Rất là cao cấp Land Cruiser. Anh em sẽ nhìn qua cái phiên bản này thì nói chung là nó dành cho những cái khách hàng nào cần cái sự đẳng cấp, khác biệt và đẳng cấp, nhưng mà cũng có cái độ hài hòa, không quá phô trương. Đây, cụm đèn sau nhé, logo Land Cruiser LC300. Mình sẽ quay chi tiết hơn về nội thất cho các bác xem. Với phiên bản này thì đây, các bác sẽ có chi tiết các chi tiết nội thất là ốp gỗ này. Ở đây anh sẽ có ghế lái chỉnh điện 10 hướng và có nhớ ghế 3 vị trí nhé. Ghế lái, ghế phụ thì anh em có sấy ghế, sửa ghế, nhớ ghế lái. Đấy, an toàn rất là cao cấp. Đây con này có cốp điện này, có chỉnh vô lăng điện này. Đấy, rất là nhiều cái hệ thống giải trí thì có 14 loa JBL. Riêng phiên bản này thì có 14 loa JBL. An toàn thì có 10 túi khí. Đấy, hệ thống hỗ trợ Toyota Safety Sense, cảnh báo lệch làn, điều khiển hành trình chủ động này, cảnh báo nguy hiểm này, phanh tiền va chạm này. Hàng ghế thứ hai thì anh em sẽ có điều hòa tự động 4 vùng nhé, có sấy ghế, sửa ghế hàng ghế thứ hai này, các cổng sạc hàng ghế thứ hai trang bị rất đầy đủ, và cái khoang ngồi thì anh em đấy rất là rộng rãi nhé. Xe thì vừa mới về bên mình, đấy, vô lăng thì bọc da và có tích hợp các nút như là hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense này. Đây, trên này sẽ có thiết hợp Toyota Safety Sense, chống lệch làn, phanh tiền va chạm thiết hợp trên này. Đây, anh em sẽ có một cái màn hình là, ở đây màn hình giải trí sẽ là màn hình 12,3 inch nhé. Đấy, kết hợp với bộ loa JBL 14 loa, cực kỳ là cao cấp. Nội thất thì các chi tiết nội thất là da tự nhiên và là gỗ nhé, có ốp gỗ và đây ra tự nhiên. Hộp số thì bản phiên bản này sẽ sử dụng hộp số tự động 10 cấp. Đấy, rất nhiều cái công nghệ. Con này thì có hỗ trợ là phanh tay điện tử này, auto hold này, hỗ trợ các chế độ lái drive mode này. Đấy, hỗ trợ gài cầu, khóa vi sai, rồi hỗ trợ hệ thống đổ đèo DAC an toàn. Đấy, hệ thống sưởi làm mát đấy, cực kỳ là nhiều công nghệ option luôn. Các bác lấy xe thì có thể là chưa chắc đã dùng hết những cái công nghệ và trang bị của Land Cruiser. Đây, mình sẽ mở máy lên một chút cho các bác xem. Rất rộng rãi. Ở đây anh em có một cái bệ tỉ tay nhé. Cái nó cũng là một cái hộp lạnh luôn. Và cái bệ tỉ tay cũng rất là đặc biệt. Anh em có thể là mở lên từ ghế lái hay là mở lên từ ghế phụ đều được. Đây, đây. Nó mở hai chiều luôn. Nó kiêm là một cái hộp lạnh. Đấy, các bác có thể mở lên từ ghế lái đây. Đấy.